Truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hài bão cống hiến, phụng sự tổ quốc, phục vụ
tâm và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành giáo dục và toàn thể các em, sinh viên, học sinh đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển. Thân ái, Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Sau một mùa hè đầy vui tươi, bổ ích và lý thú, chúng ta lại được gặp nhau với bao niềm vui phấn khởi và sự chờ đợi. Đã đến, tất cả đang hồi hộp chờ đợi tiếng trống khai trường của năm học mới. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, tôi xin trân trọng kính mời cô Lê Ngọc Lan, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống trường. Khai giảng, xin trân trọng kính mời cô. Xin thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu về đại biểu về dự với lễ khai giảng của chúng ta hôm nay còn có ông Nguyễn Phi Hùng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế IDC. Xin mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các con học sinh thân mến, hòa với không khí tưng bừng phấn khởi chung của cả nước đón chào năm học mới, hôm nay chúng ta về đây long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018. Thay mặt ban giám hiệu, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường cùng toàn thể các con học sinh lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các con học sinh. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Long được thành lập ngày 26 tháng 1 năm 2001. Là trường tiên phong về đổi mới và phát triển nền giáo dục nước nhà bằng việc kết hợp hài hòa giữa nền giáo dục truyền thống Việt Nam và giáo dục hiện đại của quốc tế. Học sinh học tại trường không chỉ được đào tạo kiến thức nền tảng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam mà còn được định hướng nghề nghiệp, du học vào các trường đại học tại Nhật Bản và các nước trên thế giới. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Long với mục tiêu là nơi để các bậc phụ huynh xây dựng lộ trình, một định hướng nghề nghiệp lâu dài cho con em mình. Năm học 2016-2017 vừa khép lại với các thành tích đáng trân trọng, nhiều mục tiêu giáo dục đã hoàn thành xuất sắc. Toàn trường đạt 100% học sinh khá giỏi, tỷ lệ học sinh đạt thành tích tốt là 90,1%. Có được những thành tích trên là nhờ sự nỗ lực, cố gắng hết sức của ban giám hiệu cùng các giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn. Đặc biệt, nhà trường luôn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ to lớn của các bậc phụ huynh, cha mẹ học sinh trong nhà trường. Đây là sự khởi sắc trên lộ trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Chúng ta tự hào về những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua và coi đó là cơ sở vững chắc để thầy trò trường ta vững vàng, tự tin bước vào năm học mới. Xin quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các con học sinh cho một tràng pháo tay chúc mừng thành tích của năm học vừa qua. Kính thưa các vị đại biểu, trước thềm năm học mới, năm học 2017-2018, xin thay mặt nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào đón các con học sinh khối 10. Chúc các con có một sức khỏe dồi dào, ý chí quyết tâm để trở thành con ngoan trò giỏi của gia đình và nhà trường, là chủ nhân tương lai của đất nước. Và cũng xin quý vị đại biểu và các thầy cô giáo cùng toàn thể các con học sinh cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón học sinh khối 10. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các con học sinh thân mến, đã bao giờ các con suy nghĩ một cách nghiêm túc để trả lời đúng đắn cho một câu hỏi có vẻ rất đối quen thuộc? Hàng ngày chúng ta đến trường để học cái gì? Phần lớn các con đều nhanh chóng có câu trả lời, học những điều có trong sách vở, cụ thể nhất là trong sách giáo khoa. Ở ngôi trường của chúng ta, trường Trung học Phổ thông Hoàng Long, Hà Nội, Tokyo, các con không chỉ được học kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa, mà các con còn được tiếp xúc với một phương pháp đào tạo mới, được trải nghiệm với thực tế cuộc sống và xã hội nhiều hơn. Bên cạnh việc dạy các con kiến thức cơ bản theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các con cần được định hướng nghề nghiệp mà các con yêu thích ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các con được học các ngôn ngữ, được giao lưu, được tiếp xúc với nền văn hóa của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là hai quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Nhật Bản và Mỹ. Đồng thời, các con có thể được học các chuyên ngành yêu thích như công nghệ thông tin, xây dựng, điều dưỡng, cơ khí, điện tử, quản trị kinh doanh mà trường Trung học Phổ thông Hoàng Long, Hà Nội, Tokyo đã đang hợp tác và đào tạo định hướng nghề nghiệp bằng các liên kết với các trường cao đẳng đại học của Nhật Bản và Mỹ. Các con có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn giỏi, những người nghiên cứu thành công, những nhà quản lý doanh nghiệp tầm cỡ, những lãnh đạo, những chính khách uyên bác, vân vân. Nhưng trước hết, để có những điều đó, các thầy cô của trường Trung học Phổ thông Hoàng Long, Hà Nội, Tokyo sẽ dạy các con phải là những người tử tế, biết yêu thương gia đình, bạn bè, các thầy giáo, cô giáo và luôn có tác phong gọn gàng, sạch sẽ và đặc biệt là yêu Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đó là điều cô mong chờ ở các con. Để thực hiện được những điều cô vừa nêu trên, cả thầy và trò trường Trung học Phổ thông Hoàng Long, Hà Nội, Tokyo quyết tâm đạt được các mục tiêu giáo dục và đào tạo của trường đề ra trong năm học 2017-2018 như sau. 1. Định hướng nghề nghiệp du học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời trang bị cho học sinh chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục Đào tạo, dù đủ điều kiện hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kết quả cao. 2. Tăng cường ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Anh và công nghệ thông tin, đáp ứng các điều kiện học tập và làm việc tốt nhất sau khi các con ra trường. 3. Tổ chức các hệ thống câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa giúp phát triển và hình thành sớm những đam mê, những định hướng nghề nghiệp, phát triển tính tự lập và tư duy phản biện ở học sinh. 4. Tổ chức các chương trình phát triển cá nhân toàn diện về thể chất, tinh thần, văn hóa, các kỹ năng cá nhân, kỹ năng học tập, kỹ năng cộng đồng, vân vân. Để đưa những mục tiêu của nhà trường trở thành hiện thực, nhà trường cố gắng phấn đấu thi đua, thực hiện tốt những nội dung sau. Thứ nhất, tiếp tục khẳng định mình bằng cách nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. Đây được coi là quyết sách cho sự đổi mới và giữ vững thương hiệu của nhà trường. Thực hiện tốt chủ đề năm học của ngành giáo dục đào tạo quận Ba Đình là đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Thứ hai, tăng cường xây dựng trật tự, kỷ cương, nền nếp trong và ngoài trường học. Thứ ba, các thầy cô giáo triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá. Thứ tư, nhà trường cam kết 100% học sinh đỗ các trường đại học trong nước, 100% học sinh đạt trình độ tiếng Nhật tối thiểu N4 và tiếng Anh giao tiếp tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, 100% học sinh có cơ hội du học Nhật Bản, vừa học vừa làm thêm, với mục đích để học sinh có tính tự lập, tiếp xúc với môi trường thực tế, cam kết về việc học sinh được học tiếng Anh, tiếng Nhật với giáo viên bản ngữ. Thứ năm, tổ chức để học sinh được tiếp cận với chương trình giáo dục tiên tiến, các kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm thực tế, để sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh có cơ hội du học và quy mô lớp nhỏ theo tiêu chuẩn quốc tế, khoảng từ dưới 30 học sinh trên một lớp. Đội ngũ giáo viên giỏi được bồi dưỡng phương pháp đổi mới, cơ sở vật chất khang trang hiện đại, học phí ưu đãi, môi trường thân thiện, khích lệ sáng tạo, tích cực của từng học sinh. 6. Nhà trường đang hoàn tất các thủ tục để đổi tên thành trường Hà Nội Tokyo là trường song ngữ quốc tế. Nhà trường cũng đang hoàn tất dự án xây dựng nhà trường theo chuẩn quốc tế, dự kiến sẽ hoàn tất xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 2022. Bên cạnh đó, nhà trường đã thực hiện các cam kết về chính sách ưu đãi hỗ trợ đặc biệt cho riêng năm học 2017-2018 như 1.
học phí hỗ trợ cho hai ngôn ngữ trong cả năm học 2017-2018 là 500.000 đồng một tháng một học sinh. 2. Giảm 30% học phí năm học 2017-2018 cho học sinh thuộc quận Ba Đình trong cả 3 năm học và đối với các quận khác thì trong năm đầu nhập học. 3. Kết thúc năm học 2017-2018, nhà trường lựa chọn một học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cả năm, có nhiều đóng góp trong phong trào của nhà trường, sẽ được thưởng một chuyến du lịch giao lưu văn hóa tại Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng Việt Nam. 4. Tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh khối 10 nhập học đầu tiên của năm học 2017-2018. 5. Đối với các học sinh bán trú tại nhà trường có hệ thống các phòng nghỉ, trưa và có máy điều hòa. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, cùng toàn thể các thầy cô giáo và các con học sinh, trên đây là tóm tắt mục tiêu và kế hoạch năm học 2017-2018 của trường Trung học Phổ thông Hoàng Long, Hà Nội, Tokyo. Nhân dịp năm học mới, thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi xin trân trọng gửi lời biết ơn chân thành đến các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã quan tâm dành cho nhà trường những tình cảm tốt đẹp trong lễ khai giảng năm học mới. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng gửi tới các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên và các con học sinh một năm mới với một khí thế mới và đạt được nhiều thành tích mới. Chúc cho năm học 2017-2018 của trường Trung học Phổ thông Hoàng Long, Hà Nội, Tokyo thành công rực rỡ. Thay mặt hội đồng giáo dục nhà trường, tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai giảng năm học mới, năm học 2017-2018. Xin trân trọng cảm ơn. Các cô giáo và các em học sinh. Tôi là Ando Toshiki, giám đốc trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản. Hôm nay là Hoàng Long Cao Cổ の始業式にお招きいただき、大変光栄に思っております。本日からここ保安官高校で始まる新しい1年を前にそれぞれの目標を抱いてお集まりの高校生の皆さんが、の希望に満ちたしかし少し緊張した顔を拝見し私も大昔の自分の高校生の時代を思い出します。Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các em cùng bắt đầu một năm học mới. Tất cả các em cùng nhau đặt ra mục tiêu, nguyện vọng cho năm học mới. Nhìn khuôn mặt có một chút lo lắng của các em có mặt ngày hôm nay làm tôi cũng nhớ đến chính mình khi là một học sinh trung học phổ thông. Hoa Long Cao Cổ では日本語教育も開始されると伺っております。このことはベトナムにおける日本語教育の支援事業を含む
ベトナムと日本の相互理解促進のための文化交流事業を行っているベトナム日本文化交流センターの所長として大変嬉しく思っています。Theo tôi được biết rằng từ năm học mới, ngôn ngữ tiếng Nhật sẽ được giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Hoàng Long, bao gồm việc hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam và thúc đẩy trao đổi văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản. Với tư cách là giám đốc trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, đối với tôi đây là một vinh dự lớn. Việt Nam の中等教育における日本語の学習者は2015年の国際交流期の調査では約1万1000人いました。その後も学習者は増え、現在約1万5000人となっております。この多くの仲間に今日からホアンロン高校の皆さんが加わることになります。Theo cuộc khảo sát được thực hiện năm 2015 của Quỹ Tài trợ Quốc tế, ở Việt Nam có khoảng 11.000 học sinh trung học phổ thông học tiếng Nhật. Sau đó, số người học tính đến hiện nay đã tăng lên khoảng 15.000 người. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các em học sinh trường trung học phổ thông Hoàng Long cũng sẽ tham dự vào cộng đồng Nhật ngữ này và trở thành các đồng môn tiếng Nhật. Giải quốc vô mà là vụ tôi yêu cầu là, đồng chí đi, sống ở quốc nhân, vương cài, xã cài, mà là vụ tôi yêu cầu là, sớ して, 異なる国の文化や社会を学ぶということは、自分の国の文化や社会を改めて見つめ直し、自分の国に対する理解を深めるということにつながります。Học ngoại ngữ có nghĩa là đồng thời học thêm cả văn hóa xã hội của đất nước đó. Thông qua việc học về văn hóa xã hội của đất nước nó sẽ giúp cho các bạn nhìn lại và cải thiện về văn hóa xã hội của đất nước mình, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về đất nước mình hơn.特にこのホアンロン高校の日本語の授業では、実際のコミュニケーション能力の育成を重視した内容になると聞いております。習得した日本語力を使って何をしようとするか、生徒の皆さんにはぜひ日本語学習の目的を自分で考え、将来に生かしてほしいと思います。Điều đặc biệt, như tôi được biết rằng nội dung được đưa vào bài học trong các giờ học tiếng Nhật tại trường trung học phổ thông sẽ chú trọng phát triển đến kỹ năng ứng dụng tiếng Nhật giao tiếp thực tế. Tôi rất mong muốn các em học sinh sẽ tự nghĩ về mục đích học tiếng Nhật của mình là gì, các em sẽ làm gì với những kiến thức tiếng Nhật mình học được và tận dụng được chúng trong tương lai. この高校から多くの日本語人材、ベトナムと日本の架け橋となる人材が育っていくことを期待しています。Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều tài năng tiếng Nhật ở trường trung học phổ thông Hoàng Long và trở thành cầu nối liên kết cho nguồn nhân lực Việt Nam, Nhật Bản ngày càng phát triển hơn. 最後になりましたが、将来の有望な人材の育成に情熱を傾け、意欲的な日本語教育を開始するにあたって、多くの勢力を注いでこられた保安論高校の校長先生をはじめとする関係者の皆様に敬意を表し、私の挨拶とさせていただきます。Lời cuối cùng, tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn tới tất cả các quý vị và trân trọng cảm ơn tới giáo viên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hoàng Long, người mong muốn bắt đầu chương trình giảng dạy tiếng Nhật đầy kỳ vọng này và đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc nuôi dưỡng nhân tài cho tương lai. Tôi xin phép được kết thúc bài phát biểu tại đây. Xin cảm ơn. Xin thay mặt nhà trường có bó hoa tươi thắm để tặng ông Ando Toshiki.Và chúc mừng ông nhân ngày khai giảng, đồng thời rất là mong mỏi cái sự hợp tác tốt giữa các quốc gia và đặc biệt là Nhật Bản. Xin trân trọng cảm ơn. Các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Năm học mới của thầy và trò trường trung học phổ thông Hoàng Long đã chính thức bắt đầu. Trong không khí tưng bừng phấn khởi này, với sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, chắc chắn hẳn mỗi thầy, cô giáo chúng ta đều có những suy nghĩ, những tâm trạng khác nhau. Những niềm xúc động trào dâng trong lòng chúng ta, những con người với trách nhiệm và niềm vinh dự của người làm nghề, chồng người, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo.
Để thể hiện những tâm trạng đó, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Vũ Anh Vân, đại diện cho tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường, lên đọc quyết tâm thư nhân ngày khai trường năm học mới. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa thầy cô giáo, cùng tất cả các em học sinh thân yêu, trong bầu không khí long trọng, tươi vui, phấn khởi của buổi lễ khai giảng năm học 2017-2018, tôi rất vinh dự thay mặt tập thể giáo viên nhà trường lên nói cảm xúc của mình. Đầu lời kính chúc quý vị đại biểu, quý đồng nghiệp cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Đầu lời tôi xin kính chúc các vị đại biểu, quý đồng nghiệp cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa thầy cô giáo, hôm nay học sinh trường phổ thông trung học Hoàng Long Hòa Bình cùng học sinh cả nước náo nức bước vào năm học mới với niềm vui mới. Vui vì gặp lại thầy cô bạn bè và ngôi trường thân yêu sau những ngày xa cách. Vui vì được tiếp tục khám phá những chân trời tri thức. Vui vì một năm học mới với biết bao những điều hứa hẹn đang chờ đón. Hòa cùng với niềm vui của học sinh, các em học sinh chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cùng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới. Bởi chúng tôi lại được chào đón dìu dắt những thế hệ mới. Từ trách nhiệm trên, mỗi giáo viên chúng tôi lặng lẽ chuẩn bị thêm cho hành trang của mình những kiến thức khoa học, những phương pháp, những kinh nghiệm giảng dạy mới để rồi sau một năm học mới, với ý thức trách nhiệm, với lòng nhiệt tình, sự say mê công việc và bằng tất cả những tình thương yêu dành cho các em học sinh thân yêu, chúng tôi đã và đang dìu dắt các em từng bước vào hành trang mới. Để thực hiện được điều đó, mỗi giáo viên chúng tôi để nhận thức sâu sắc mình cần cố gắng hơn nữa, không ngừng trau dồi học hỏi để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tu dưỡng tâm thế tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên. Mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương sáng để đạo đức tự học và sáng tạo để học sinh noi theo, thông qua những hành động thiết thực cụ thể trong từng ngày từng giờ lên lớp, qua chỉnh trang giáo án, từng bài giảng trước các em học sinh thân yêu, để rồi mỗi giờ học nhà trường thực sự là một giờ vui thân thiện bổ ích cho từng học sinh. Các em học sinh thân mến, trong năm học mới, thầy cô mong rằng các em hãy cố gắng chăm học, đạt được nhiều điểm 10. Những điểm 10 của các em đạt được là những bông hoa đầy ý nghĩa, tặng thầy cô động lực lớn nhất đối với thầy cô trong sự nghiệp chồng người. Năm học mới bắt đầu, trường chúng ta đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu nhà trường và các bậc phụ huynh. Bởi chúng ta biết rằng không có ưu tiên nào lớn hơn là ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ tương lai. Thay mặt tập thể giáo viên nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn và mong rằng sự giúp đỡ quan tâm kéo dài mãi mãi, vì đây là nguồn động lực vô biên, vô cùng to lớn để thầy trò chúng tôi thêm sức mạnh trong hành trình khám phá những tri thức mới. Chúng tôi xin hứa, với tinh thần đoàn kết, với sự đóng góp trí tuệ và trí lực của tập thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên cùng tất cả các em học sinh, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, năm học 2017-2018. Một lần nữa, tôi xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc đồng nghiệp cùng công tác tốt, có nhiều học sinh ngoan. Chúc các em học sinh luôn luôn là những học sinh giỏi, xứng đáng là học sinh trường phổ thông trung học Hoàng Long. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác Hồ đã căn dặn: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không?
dân tộc Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ công học tập của các cháu. Nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi học sinh là rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề, đòi hỏi các em học sinh phải luôn phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Tiếp theo chương trình, tôi thay mặt ban tổ chức xin giới thiệu em Nguyễn Thị Dung, học sinh lớp 11A1 song ngữ, thay mặt các em học sinh toàn trường Trung học phổ thông Hoàng Long lên đọc quyết tâm thư và hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học, rèn luyện trong năm học mới. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, hôm nay trong không khí tương mừng của buổi lễ khai giảng năm học mới, em rất vui sướng và tự hào khi được đại diện cho toàn thể học sinh trường học phổ thông Hoàng Long phát biểu cảm nghĩ và lời quyết tâm trong buổi lễ trang trọng này. Trước thềm năm học mới, thay mặt toàn thể học sinh trường học phổ thông Hoàng Long, chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng không ngừng chăm chỉ học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong để ngày càng học tập tốt hơn, tiến bộ nhiều hơn, xứng đáng với sự mong đợi, kỳ vọng của thầy cô giáo và các bậc cha mẹ. Để góp phần làm dày thêm thành tích của ngôi trường trung học phổ thông Hoàng Long thân yêu, một lần nữa, thay mặt toàn thể học sinh trường trung học phổ thông Hoàng Long, chúng em xin gửi tới quý thầy cô lời tri ân, lời biết ơn sâu sắc mà các thầy cô đã dành cho chúng em. Một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo là nghề sạch nhất. Có một nghề không trồng cây và đất, lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm. Cuối cùng, em xin chúc các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, cùng các bậc phụ huynh và các bạn mạnh khỏe. Chúc năm học mới của chúng ta đạt nhiều thắng lợi và thành công rực rỡ. Chúc cho buổi lễ khai giảng của trường chúng ta thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, góp phần với thành công của nhà trường là ban đại diện cha mẹ học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Xin kính mời bà Trần Thị Thu Hương, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh yêu quý. Hôm nay trong không khí tương mừng của ngày khai giảng năm học mới, rất vinh dự cho tôi được thay mặt ban phụ huynh học sinh được nói lời phát biểu trong buổi lễ trân trọng này. Trước tiên, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các em học sinh sức khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Dân tộc Việt Nam chúng ta từ lâu đã có truyền thống tôn sư trọng đạo. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Chúng tôi những bậc cha mẹ đã sinh ra các em học sinh, nhưng thầy cô lại là những người dạy dỗ kiến thức cho các em trở thành những người có ích cho xã hội. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy cô giáo, đến dự buổi lễ khai giảng năm học mới hôm nay, ban phụ huynh chúng tôi hết sức vui mừng trước những thành tích mà thầy trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Chúng tôi rất tin tưởng và yên tâm khi gửi gắm con em mình cho nhà trường, khi biết được hiện nay trường chúng ta là trường tiên phong đổi mới và phát triển giáo dục bằng việc kết hợp hài hòa giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và giáo dục hiện đại của Nhật Bản. Với mục tiêu chú trọng việc học ngôn ngữ Anh, Nhật để phát triển tri thức chắp cánh tương lai. Đây cũng là một điều kiện tốt cho ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn, vươn ra tầm quốc tế. Bên cạnh đó, đây cũng là một thách thức lớn cho thầy trò của trường chúng ta. Tôi xin thay mặt cho tất cả các bậc phụ huynh trong nhà trường, xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã, đang và sẽ hết lòng dạy dỗ con em chúng tôi. Về phía ban phụ huynh, chúng tôi xin nguyện hết sức mình, dành nhiều thời gian kết hợp với nhà trường để cùng giáo dục các em đạt được kết quả tốt, để trường chúng ta xứng đáng là một ngôi trường đáng tin cậy, để chúng tôi yên tâm gửi gắm con em mình. Cuối cùng, một lần nữa, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, đặc biệt trong công cuộc chồng người. Chúc các em học sinh một năm học thu được nhiều kết quả tốt. Xin trân trọng cảm ơn.
học sinh. Hy vọng trong năm học mới, với sự quan tâm của ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn bạn. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức tôi xin đọc các quyết định của nhà trường. Trong năm học qua, thầy và trò trường Trung học phổ thông Hoàng Long đã thấm nhuần lời dạy của Người: hăng hái thi đua, dạy tốt, học tốt, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu và năm học mới. Tiếp theo chương trình, tôi xin thay mặt nhà trường thông qua các quyết định khen thưởng năm học 2016-2017 cho các em học sinh và tặng quà cho các em học sinh. Để chúc mừng cho năm học mới của chúng ta được thành công tốt đẹp, các bạn học sinh chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật to và ròn rã để chào mừng năm học mới. Vâng, cảm ơn các thầy cô và toàn thể các em học sinh rất nhiều.
Thay mặt cho những người làm chương trình ngày hôm nay thì xin chúc cho trường chúng ta ngày càng dạy tốt, học tốt và gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp chồng người ạ. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay xin mời tất cả các thầy các cô cùng toàn thể các bạn học sinh cùng đến với một ca khúc được quản sĩ Thuận Yến bài hát mang tựa đề Khát Vọng. Xin mời các thầy các cô cùng toàn thể các bạn cùng nghe. Thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn, đến với một nét văn hóa Việt Nam
thì chúng ta không thể không nhắc đến những tà áo duyên dáng mớ ba mớ bảy của các cô gái với chiếc nón quai thao dịu dàng duyên dáng. Đây là một nét đặc trưng, là rất đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Và bây giờ để tiếp tục chương trình, xin mời các thầy các cô cùng thầy các bạn cùng đến với điệu múa duyên dáng Việt Nam do nhóm múa biểu diễn. Thank you.
Xin được cảm ơn tiết mục múa vừa rồi rất nhiều. Kính thưa các thầy các cô cùng toàn thể các bạn học sinh, các thầy các cô vừa được thưởng thức những cái tiết mục múa của Liên Chi, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ được gặp gỡ các Liên Anh là chính học sinh của trường chúng ta, sẽ lên hát một ca khúc được mang tên Bèo Dạt Mây Trôi do hai bạn học sinh Minh Quân và Trường Giang biểu diễn. Và một tràng pháo tay cổ vũ thật nhiệt tình cho Minh Quân và Trường Giang. Xin mời
tất cả cùng nghe một ca khúc rất sôi động được mang tên Nắng Có Còn Xuân. Sang Sang và Quỳnh Anh với ca khúc Something Just Like This thì vậy.
sinh. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã thưởng thức rất nhiều về nét văn hóa của Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu một tiết mục vô cùng đặc biệt là mang tính văn hóa của Nhật Bản. Và chúng ta sẽ cùng đến với một điệu múa Yosakoi đến từ Nhật Bản. Xin mời. Và vô cùng rực rỡ các bạn không ạ. Và tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình khai giảng năm học mới ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các thầy các cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến.